Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay có một cái tin rất là đặc biệt, nhưng mà cái tin này cũng là cách đây mấy bữa rồi. Thì bây giờ báo chí ở bên Mỹ mới đăng về cái tin này. Thì trước tiên hết là mọi người có khỏe hay không đây? Ha, khỏe ha. Em thì vẫn còn bệnh, nhưng mà nói tóm lại thì cái giọng còn hơi khàn khàn, đó. Còn hơi khàn khàn một tí xíu, nên các bạn thông cảm nha. Thì hôm nay có một cái vấn đề ở đây, thì em muốn chia sẻ cho các bạn biết rằng là có một sư thầy nha các bạn, có một sư thầy tên là Thích Giới Châu. Các bạn có lẽ là trên Facebook các bạn lướt thì các bạn cũng có thể là nghe qua cái tên của sư thầy này rồi. Thì cái tình trạng của sư thầy là như thế nào? Cái nguyên nhân làm gì cho người ta biết như thế nào? Thì trước tiên hết á, thì mình sẽ đọc cái báo Mỹ trước. Coi báo Mỹ nói cái gì rồi sau đó mình mới phân tích, mình phải tìm hiểu coi người Việt Nam chúng ta truyền miệng nhau nói như thế nào nha các bạn. Thì thầy Thích Giới Châu, Thích Giới Châu nha các bạn, ở bên tiểu bang Alabama, thành phố Mobile. Người ta gọi là Mobile hay Mobile gì? Mobile hả? Mobile phải không? Mobile. Thì bên cái tiểu bang đó thì bây giờ mình sẽ đọc báo của người Mỹ trước nha các bạn. Cái đài Mỹ này đây thì có nói về cái vấn đề này. Đài này là gọi là Fox 10. Fox 10 đó các bạn. Thì trên cái này đây thì họ có nói rằng là có một cái tin, nguồn tin rằng là một sư thầy Mystery Surrounding Mobile Buddhist Monk Who Was Found Burned and Bloody. Tức là một sư thầy đã tìm thấy bị đốt và bị rất là nhiều máu. Một sư thầy đó đó các bạn. Thì bây giờ mình coi coi cái này nó có quay những cái cảnh gì khác ngoài cái tấm hình ấy hay không nha. Cái này là quảng cáo. Đó. Bây giờ mình nghe nha các bạn. Yeah, that monk is in the hospital, said to be in critical condition. His friends believe he was attacked. Mobile police are just trying to get to the bottom of this mystery. Tức là cảnh sát sẽ điều tra coi tại sao cái lý do này nó tại sao cái này nó xảy ra. Been working on this story since yesterday, and Aerial Mobile Police originally said nothing criminal happened. Yeah, thì lúc đó đó cảnh sát tới hiện trường nhưng mà cảnh sát nói rằng đó là không có criminal activity, tức là không có những cái dấu hiệu gì mà cướp hay là những dấu hiệu mà phạm tội chẳng hạn như vậy. Criminal là hình sự đó các bạn. Thì bây giờ mình nghe tiếp nha. Và cảnh sát cũng có nói rằng là sẽ không có điều tra khi mà trong cái sự việc này, nhưng mà mình sẽ tới tiếp, em sẽ đưa cái này lên trên màn hình để cho các bạn xem. Đây là cái khung cảnh của cái chùa đó này. Đây này các bạn. Đó. Có nhiều cái hình kế tiếp đây sẽ là không có được coi như là phải sẽ được dẫn không có được hay, không có như là có những cái máu mơn này đâu, chẳng hạn như nằm bệnh viện này đây nè. Đó. Tức là hơn nửa người đã bị đốt. Đó. Đây là những cái tượng rồi cho đó. Tức là có một vị Phật tử gọi thầy, tìm thầy để nói chuyện, nhưng mà nguyên một tuần thì không có liên lạc được với lại ông sư thầy này đây. Bây giờ mình nghe tiếp. Someone had came to the door. He hung up the phone, but after that,
Tức là đang nói chuyện điện thoại với là gia đình thì có một người nào đó tới cửa thì ông sư thầy này ông đã cúp cái điện thoại đó. Bây giờ mình nghe tại sao nó chậm quá. Tức là chiếc xe đã bị chày và cái steering wheel tức là cái tay lái xe đó bị dính rất là nhiều máu. Tức là bị tấn công và bị đốt cháy. Wow, trong xe van. Tức là trong chiếc xe bị trong một chiếc xe van màu trắng các bạn, Sienna, tức là Toyota Sienna. Cái đời xe này chắc cũng đời cũng 10 10 14 15 gì đó. Nghe tiếp nha. Nó chậm quá. Chemical burn tức là bị hóa chất đốt các bạn. Hơn 80% bị đốt. Cái cơ thể của sư thầy hơn 80% bị đốt. Mà chưa có ai biết được lý do thật sự như thế nào. Chưa có ai biết được sự thật như là bây giờ vẫn là cái mystery. Mystery tức là đang bí ẩn. Đó. Thì không có ai, hiện tại bây giờ không có ai biết được cái lý do tại sao mà sư thầy bị như vậy. Nhưng mà người bạn của sư thầy chẳng hạn như những người Phật tử đi, tin rằng ông thầy này đã bị tấn công. Và cảnh sát nói là không có thấy cái dấu hiệu mà criminal happen, tức là cái dấu hiệu vi phạm, dấu hiệu criminal tức là những người băng đảng hay là tội, chứ cướp bóc chẳng hạn mình tạm dịch là như vậy thôi các bạn. Đó. Nhưng mà trong khi đó có người nhà đang nói chuyện với ông thì có một người nào có ai tới gõ cửa thì ông ta đã cúp cái điện thoại bên kia và sau đó cái chuyện bí ẩn đã xảy ra. Tới bây giờ vẫn là một cái mystery. Nhưng mà có học sinh tức là mình tạm dịch là Phật tử đi. Phật tử của sư thầy này đây cho rằng cái sự việc này là nó có một cái vấn đề gì đó không có đúng. Không có đúng trong đó. Thì cái sự việc của ông thầy này đây là ở bên tiểu bang Alabama. Alabama đó thì cái dân số ở Alabama thì rất là ít. Kỳ rồi em có đi ngang Alabama một lần. Dân số rất ít. Thì cái chủng tộc của da đen rất là nhiều bên đó. Thì bây giờ để em coi thử coi cái thành phố Mobile này là có bao nhiêu population của Mobile population. Mobile thì năm 2023 thì có khoảng đâu có 200 mấy ngàn dân thôi các bạn. Cái thành phố này đây khoảng có 204 ngàn dân thôi. Cái chỗ thành phố Mobile này đây có khoảng 204 ngàn dân. Thì ở đây đó là 40% là da trắng và 53% là da đen. Chỉ có chấm 2% là American Indian và Alaska Native và Asian chỉ có 1.9%. Chấm 0.2% là người Ấn Độ, người Native, tức là màu da đỏ đi. Rồi có khoảng 1.9% là người của Asian, tức là 1.9% trong cái thành phố này chỉ có 1.9% là người Á Châu. Cái đó là theo thông tin ở đây là cho biết là như vậy đó các bạn. Thì dân số thì chỉ có khoảng đâu là 204 ngàn là dân số thôi.
coi như cũng rất là ít, dân số cư dân ít, thì cái phần lớn nhất là cái phần da đen chiếm khoảng 50% người da đen, 53% người da đen và 40% là người da trắng, và 1.9% là người Á Châu đó. Có như vậy thôi. Còn cái này là cái gì ta? Nhưng mà lúc mà em đi ngang qua bên ấy đó. Wow. Cái trong cái khu này không, là người ta cho rằng đó là cái population and diversity của thành phố Mobile này đó, là Mobile gì đó, là non-Hispanic, tức là resident, tức là những người này là Black African American, tức là những người da đen, là khoảng 98.000 người, người người da đen ở trong cái tiểu bang này đây, trong cái thành phố này đây. Và khoảng 75.000 người dân của người da trắng và 4.000 dân của Á Châu hay gì đó, có 4.000 mấy dân thôi. Đó. Cho nên chiếm rất là nhiều, 53% là khoảng 98.000 phần 98.000 người trong cái thành phố đó, trong thành phố của Mobile đó các bạn. Thì cái cơ hội mà mình chưa chắc mình biết được cái sự thật như thế nào, thì cái đó là theo cái đài báo người ta phỏng vấn những cái người ở đó, và người ta cho rằng cảnh sát nói rằng không có cái dấu hiệu gì cả. Thì nhưng mà họ sẽ tiếp tục điều tra coi như thế nào trong cái sự việc này đây. Thì sư thầy tên là Thích Giớ Châu, thầy đã dọn qua bên đó. Thì theo cái cốt truyện mà em kể, nghe kể vậy thôi, tại bên đó dân Á Châu rất là ít. Thì đúng rồi, có 1.9%, coi như 4.000 người mà dân Á Châu thôi. Thì nhiều khi người ta cần phải tụng kinh đám ma hay này nọ đó, cho nên bên đó rất là ít. Cho nên thầy đã dọn qua đó để mà sinh sống, để mà cung phụng Phật sự cho những người mà Phật tử ở bên đó, để mà làm lễ gì đó. Thì cái ngôi chùa này là trong cái hình ảnh này các bạn thấy đó, giống như là một cái ngôi nhà vậy, chứ không phải là cái mà cái chuyện mà chùa bự giống như bên đây. Cho đó chỉ là một cái ngôi nhà thôi nha các bạn. Thì sao hồi nãy thấy là nhiều việc trong đó có tượng, đơn sơ là một cái căn nhà thôi. Thì bây giờ mình sẽ xem coi Việt Nam nói gì về cái vấn đề này nha các bạn. Bây giờ mình nói tới Việt Nam đây. Thì bên Việt Nam thì phải coi. Em tìm cái của Việt Nam cho các bạn xem nhé. Thì có vài sư đã đến thăm thầy ở trong cái bệnh viện, nhưng mà coi như là đã thở bằng máy rồi các bạn, thở bằng máy rồi. Hơn 80% bị burn mà các bạn, tức là rất là nặng nề rồi. Thì cái phần trăm còn lại chỉ còn 15% thôi, thì nghe nói là như vậy. Thì trong cái bài đăng này đây là có cái bài như thế này: hôm nay Trung Nghiêm đã đến bệnh viện thăm thầy Giớ Châu, trong lòng mong muốn cảnh tỉnh tâm thức của thầy, buông bỏ vạn duyên, quay về chánh niệm, nhất tâm niệm Phật, kết được duyên lành, trước giờ lâm chung sanh về cõi Phật. Nhưng khi nhìn thấy thầy, do bị trái bỏng quá nặng, khuôn mặt bị biến dạng, nhìn rất đau xót, không kìm được xúc động. Hiện tại thầy còn thở rất yếu, khả năng phục hồi hầu như không thể. Nguyện cầu thầy sanh thuận tử an. Đó, bây giờ mình coi thử coi cái này nói gì. Thì cái hình này đây là trong một trích đoạn của một cái đoạn video mà người ta đã đến, hai sư này đã, sư thầy này đã đến thăm thầy Giới Châu nằm trong cái bệnh viện đó các bạn. Thì nằm coi như là bị hôn mê luôn rồi, không còn biết cái gì đâu. Em coi có nói gì không? Không nói gì hết. Thì đó là một bài đăng của người Việt. Thì bây giờ mình tìm thêm một bài khác nữa coi như thế nào nha. Và đây là cái hình của thầy Giới Châu lúc mà đang ngồi tĩnh tâm ở dưới gốc cây. Chụp tấm hình này cũng rất là đẹp nha các bạn. Thì em thực sự chưa có nắm rõ được là cái tình hình như thế nào, nhưng mà bên cái khu Mobile này đây, Mobile Alabama này đây, thì bên đây thì người ta gọi là Mobile Home, Mobile đó các bạn.
Thì như thế này. Kính bạch quý tôn Đức Tăng Ni. Cái này của thầy Thích Thiên Bình để mà đăng chia sẻ nha các bạn. Xin quý ngài từ mẫn xưng niệm danh hiệu Phật hồi hướng phước lành cho thầy Thích Giới Châu, trụ trì chùa Linh Châu ở bên Irvington, Alabama. 36544 thầy đã bị cướp tấn công tại chùa. Thầy này đây đăng là bị cướp tấn công tại chùa. Nhưng mà cảnh sát tới điều tra thì không có thấy dấu hiệu criminal. Criminal tức là những cái tấn công gì đó, cái kiểu mà ấy đó các bạn. Cảnh sát tiểu bang đưa thầy đi bệnh viện cấp cứu tới thứ năm ngày 14, tức là cách đây mấy bữa rồi. Hiện đang nằm trong phòng ICU, tức là cái phòng này là giữa chết và sống. Rất là cái phòng này đây đó là cho những người mà bệnh rất là nặng và được y tá chăm sóc trực tiếp, một người là cho chăm sóc một người bệnh nhân thôi. Chứ khi mà mình đi ra ngoài phòng ngoài đó thì một y tá, người ta nếu mình vào thêm cái phòng ICU, một y tá chăm sóc một bệnh nhân hoặc là hai bệnh nhân tối đa, hai bệnh nhân là tối đa. Còn phòng ngoài đó một y tá chăm sóc tới 10, 5 bệnh nhân, 10 bệnh nhân là các bạn. Còn mình vào trong mà nursing home hay này đó, một y tá chăm sóc luôn cho tới 20 bệnh nhân đó. Thì tình trạng nguy cấp, cơ hội sống sót khoảng 15%. Đó, cái đó là bên ấy đăng. Thì bây giờ mình tìm thêm những cái coi có đi cái gì nữa không, có gì có liên quan thế. Ok, đây nè. Mọi người quan tâm đến thầy Thích Giới Châu thì nhất tâm cầu nguyện cho thầy, hy vọng có kỳ tích. Còn báo chí đưa tin thấy đã viên tịch thì không đúng sự thật. Tuy nhiên bác sĩ nói thầy có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Cơ hội có 10 tới 15% survive, tức là để sống sót thôi. Cần một năng lượng lành từ mọi người. Thầy Thích Giới Châu chủ trì chùa Linh Châu vừa bị một tai nạn thương tâm khoảng 9 giờ tối thứ năm sau khi mua những đồ dùng cần thiết. À, tức là đi ra chợ ngày 14 tây, đi ra chợ đem về lúc khoảng 9 giờ tối, thầy Thích Giới Châu trở về chùa và bị bốn người bắt cóc khống chế, chối thầy bỏ vô bao cột lại, đổ xăng và đốt thầy. Cảnh sát sở tại phát hiện được và chở thầy đi cấp cứu. Hiện tại cảnh sát đang điều tra. Thì trong cái anh này đây, đó là cảnh sát phát hiện, nhưng mà thật sự không phải là, mà dân cư gọi cảnh sát, cư dân ở đó gọi cảnh sát, người ta thấy người ta gọi cảnh sát các bạn. Nhưng mà đổ xăng và đốt thầy thì cái đó thì không biết, cảnh sát chưa ra quyết định là như thế nào. Họ chỉ nói là không có dấu hiệu mà criminal thôi. Thì để mình coi xem thử cái câu chuyện này như thế nào. Nhưng mà anh này nói là bốn người bắt cóc, thì để coi có trùng hợp với lại những người cái câu chuyện khác hay không nha. Bây giờ mình sẽ tìm xem tiếp. Đây là thêm một bài nữa đây. Nghe tin chia sẻ lại với nhau khi thầy bị ba người đàn ông và một phụ nữ, tức là bốn người là đúng rồi không, cùng một đứa trẻ em nữa đến chùa tấn công. Người đàn ông dùng cây đập đầu vào đầu, bị vỡ đầu máu chảy, sau đó họ kéo ra bỏ vào xe hơi, cái này đúng, đốt để bịt đầu mối. Xa xa có nhà hàng xóm họ thấy chập chờn nên họ gọi cảnh sát, và cảnh sát đưa đi cấp cứu trong lúc bị cháy bỏng rất nặng còn thơ thót. Tức là bị bốn người, ba người đàn ông và một người phụ nữ, thêm một người con nít trẻ em nữa tới tấn công thầy, đưa thầy vô chiếc xe, cái đó là đúng. Tại vì cái hồi nãy cái trên tin tức họ quay một chiếc xe van màu trắng, Sienna màu trắng, thì nó bị những cái chất chày ở bên cái cửa và bên trong cái tay lái thì nó bị dính máu, cho nên cái này là một cái sự tấn công và bị thiêu thiêu đốt luôn các bạn. Nhưng mà cũng may là nói chung là bị hơn 80% rồi, thì không biết sẽ như thế nào. Nếu như mà tấn, không biết cái chùa này đó có thể có camera, nhưng mà họ tấn công lúc mà thầy đi về trước cửa chùa, chứ không phải mới như mà trước cửa mà ngoài xe đó. Tại các bạn biết những cái đất mà ở bên những cái tiểu bang khác đó, cái nhà bên đó nó rất là rộng, nó rất là rộng đúng không? Thì nếu như mà cái camera ngay trước cửa chùa đó, bị ngay trước cửa chùa đó, thì họ có thể quay được là người nào. Nhưng mà từ ngoài đường mà đầu đậu xe đậu xe ngoài đường á, mà bị tấn công ngoài đường á, thì coi như thua. Ở ngoài đường không có để camera, ngoài đường không có để camera thì cái đó là coi như là mình thua. Tại vì mà từ xa camera, cho dù mình mở bự đi nữa, mình cũng không có thấy được người đó là người nào. Mình chỉ thấy được bóng dáng thôi, chứ mình không có thấy được mà chính xác cái mặt như thế nào. Thì để coi cảnh sát sẽ điều tra như thế nào. Cho nên chúng ta đã thấy đó là bây giờ mình chỉ cầu nguyện cho thầy để mà nếu mà hồi hồi phục lại đó, thì bác sĩ đã nói là chỉ có 10% sống sót thôi.
10 cho tới 15% sống sót. Còn mà để hồi phục lại bình thường đó thì nó rất là khó khăn. Sẽ trở lại một người tàn tật thực vật luôn các bạn, nếu như mà sống sót. Thì không biết tình hình sẽ như thế nào. Thì em có hỏi vòng vòng có câu chuyện như như thế nào, nhưng mà người ta sẽ hỏi giùm cho em, những người sư thầy đều đó sẽ hỏi giùm cho em coi cái thật sự nó như thế nào. Nhưng mà ở bên, nếu như mà đi đông người như vậy đó, bốn người đó, thường thường các bạn biết á, người da đen họ đi rất là đông. Bên đó không biết có người Trung Đông hay không, nhưng ở Cali này, Trung Đông tấn công vào chùa Việt Nam rất là nhiều, nhiều hơn là người da đen. Bên tiểu bang Alabama này đây, cái thành phố Mobile này đây, Mobile này đó, thì nó rất là đông da đen, chiếm tới 53%. Nhưng người Á Châu thì chỉ có 1.9 thôi, và cái người mọi da đỏ rồi đó thì chấm 0.2, rất là hiếm luôn. Và những người da trắng chứ không có người Trung Đông, không có thấy để Trung Đông ở đó. Cho nên cái phần trăm có thể là không có thể, cái phần trăm có thể là không có phải là người Trung Đông. Một đó là người Á Châu, hai là người da đen, chứ Mỹ trắng họ không bao giờ làm những chuyện đó. Thì tại sao bị tấn công? Tại vì nói là thầy đi chợ mua đồ về 9 giờ tối bị tấn công, tức là thầy đi một cái chỗ nào đó rồi thầy trả tiền, nhiều khi thấy mình trả tiền mặt cái người ta, cái người đó người ta đi theo. Cho nên khi mà cảnh sát điều tra thì cảnh sát sẽ điều tra từ cái lúc mà những cái chợ mà thầy đã từng đi. Nếu như mà đi chợ đó thì trong đó sẽ có receipt. Trong cái receipt nó sẽ để cái, nếu như mà thầy có giữ receipt nha, sẽ để coi mình đi cái chợ nào. Còn bằng không thì cảnh sát sẽ đi từng cái khu chợ đó, sẽ hỏi coi cái giờ đó có ông sư, trích lục là cái camera, có ông sư thầy nào mà đi vào trong đó hay không. Thì khi mà đi vào trong đó, nhưng mà nói chung cũng khó bắt được hung thủ lắm. Tại vì nếu như mà hung thủ mà vào trong luôn á, mà thấy thầy trả tiền á, thì có thể khả năng có thể tìm được. Nhưng mà như bây giờ nếu mà họ được đeo khẩu trang cũng không làm gì được, tại không biết là ai. Còn khi mà họ đậu xe ở ngoài, họ thí dụ họ đi họ đậu xe ở ngoài họ canh, mà camera mà quay được bảng số xe đó thì mặt mai điều tra ra là ai. Nhưng mà nếu như mà quay không được bảng số xe thì cũng như thua, cũng như thua. Thì cái chuyện khác nữa là họ đã sẽ tìm qua cái những cái dấu mà ADN, hoặc là những cái dấu tay, những cái dấu này dấu nọ. Nếu như mà họ không có để lại những cái dấu vết đó thì coi như mình cũng thua. Thì nếu như mà họ để mặt lộ cái mặt và quay được bảng số xe, quay là cái những cái camera ở ngoài chợ, những khu mà thương mại mà thầy đã đi đó, thì chắc chắn sẽ quay được. Rồi họ sẽ điều tra được cái, những cái ở Mỹ này đây, những cái đèn đỏ họ đều gắn một cái camera trên đó. Chỉ cần điều tra có xe thầy đi trước và những cái xe sau đi sau xe nào thì có thể ra được hết các bạn. Rất là đơn giản. Nhưng mà không biết họ có làm những cái chuyện đó hay không thì không biết. Nhưng mà những cái cách đó là những cái cách điều tra ra để coi sư thầy bị ai ám sát. Và tại vì những cái khu đó cái nhà rộng quá, camera nó chỉ quay được trước cửa mình thôi, còn mà từ đây mà chỉ ra ngút ngoài đường tới mà cả 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 hàng nhà mấy chục mét đó, thì camera nó quay không có rõ. Camera chỉ quay được vài mét, với như mười mười mấy mười mấy mét trở lại thôi thì còn quay được, còn zoom bự ra được, mà xa quá thì không có được. Camera ở nhà thì nó dởm mà các bạn, camera thường thôi. Còn camera mà của những cái siêu thị chợ đồ đó, những cái camera mà nó bự chà bá vậy nè, nó quay được xa lắm. Cái đó là camera bự. Còn camera chùa thì các em nghĩ camera bình thường, chẳng hạn như những cái riêng, những cái personal use thôi, chứ không phải là loại loại business. Cho nên chưa chắc gì quay được những người đó. Tại vì xe, nhà đồ bự, mà đất đai đồ rộng, mà những cái tiểu bang đất rộng lắm, nhà rộng lắm. Cho nên chưa chắc gì mà điều tra ra được. Ngoại trừ hung thủ bị cái gì đó dính vào cái dấu tay. Nhưng mà nếu như nó, tụi nó là chuyên nghiệp đó, thì nó không bao giờ nó để cái tay không, nó sẽ đeo bao tay. Nếu như chuyên nghiệp nó sẽ bịt mặt. Đó. Vậy bây giờ khó quay lắm. Bây giờ nhất là buổi tối, nó 9 giờ tối, 9 giờ tối là sụp tối rồi, làm sao mà thấy rõ, camera không có thấy rõ được. Bây giờ chỉ có cách là đi tìm tra từ khúc chợ thôi. Giờ những cái camera ở đèn đèn đỏ có ai đi theo thầy đó, rồi từ 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 chích ra hết những cái phần đó thì cảnh sát sẽ điều tra ra thôi. Còn nhân chứng thì xa buổi tối nữa, nhân chứng thì thấy chắc không có rõ đâu, nhân chứng sẽ không thấy rõ. Còn nếu như mà nhà những chân trong thành phố như như ở đây nè các bạn, những nhà nó có cái camera hết, chỉ cần cảnh sát đi hỏi từng nhà, chỉ có xe nào chạy ngang qua giờ đó thì camera sẽ quay lại được, sẽ từ từ nó lòi ra hết. Thời đại bây giờ nó hay lắm, chứ không giống như là cái thời lúc trước. Thì nói chung là cái phần trăm này coi như là 50-50, cũng tại không biết cái hoàn cảnh bên đó như thế nào. Nhưng
cái nguồn tin là thầy bị cướp là như vậy. Bốn người, hai bên đều nói bốn người, một bên thì nó là ba người đàn ông và một người phụ nữ, cũng là bốn người đúng không, và thêm một đứa con nít nữa. Mà con nít đi theo làm gì ta? Nếu như họ, nếu như mà có đứa, một có đứa con nít đi theo đó, thì có thể là người này bé lùn thôi chứ không phải con nít, tại vì từ sau nhìn nhỏ, nhìn bé con thôi chứ chưa chắc thì con nít. Người ta đi làm việc mà ai mà dẫn con nít theo? Còn không thôi á, là một gia đình nào đó định đi thăm thầy chẳng hạn. Mình giả thuyết thôi nha, cái này mình giả thuyết thôi, đi thăm thầy chẳng hạn. Rồi lúc đó, ủa, lúc đó tới gõ cửa mà ta. Ủa tại sao kỳ vậy? Tại sao cái cốt truyện nó khác nhau? Khoan đã. Báo đăng á, có người nhân chứng nói rằng là thầy đang nói chuyện điện thoại, có người gõ cửa nên thầy ngưng. Do cái người trên Facebook đăng á, nói là cười hàng xóm thấy bị tấn công rồi gọi cảnh sát. Và lúc đó thầy mới vừa về tới nhà. Khoan đã. Như vậy cái nào là chúng? Nếu như mà có người gõ cửa thì camera chắc chắn sẽ quay được. Nhưng mà nếu như có người gõ cửa thì chính xác hơn. Tại sao? Tại vì có con nít ở trong đó. Nếu như thật sự mà có con nít thì chắc chắn là những người này là tới thăm thầy. Có vấn đề gì đó xảy ra. Cho nên cảnh sát nói là không có dấu hiệu criminal, không có dấu hiệu. Thì có khả năng rất cao là những cái chuyện đó. Rồi sau đó bị cái gì tranh chấp cái gì đó xong thủ tiêu luôn, đem ra để mà thủ tiêu. Nhưng mà ai nhà ra thầy không có chết. Đó, thì cái đó là cái giả thuyết thôi nha các bạn. Tại vì hai cái cốt truyện, một người nhân chứng ở trên đài Mỹ nói rằng là đang người thầy đang nói chuyện với người nhà, tức là người nhà đã báo cáo là cái người nhân chứng đó nói rằng đang nói chuyện thì có người gõ cửa nên thầy đã cúp điện thoại không nói chuyện nữa. Đang nói chuyện mà. Thì theo hồi nãy em nghe là như vậy. Cho nên có lẽ là mình dựa theo báo Mỹ thì có lẽ là thầy đã về tới nhà rồi, chứ không phải là thầy đang về nhà hay là trên đường về nhà, là sau khi về nhà. Sau khi về nhà tức là vô nhà rồi. Đúng không? Vô nhà rồi thì người ta nó tới gõ cửa. Nó tới gõ cửa thì thầy thấy là cái này quen mặt. Cho nên thầy mới mở cửa. Tại 9 giờ tối mà các bạn. Chắc chắn là người quen thầy mới mở cửa. 9 giờ tối đi gõ cửa người ta không quen mặt lấy gì mở cửa. Thử bây giờ nhà mình đi. Chờ sập tối. Mọi người nói chừng không sập tối gì hết mà ban ngày thôi. Mà có người tới lạ tới gõ cửa mình có mở hay không? Không. Chùa cũng vậy, thấy người lạ mặt tới mình có mở hay không? Chưa chắc gì mở. Tại nhưng mình ở một mình, chùa mình đơn sơ xa xôi trong gì, chứ đâu phải là ở trong cái thành phố mà ban ngày đông người qua lại đâu. Đúng không? Cho nên nếu như cái này giả thuyết thôi nha các bạn. Nếu như mà đúng theo cái lời của nhân chứng mà kể lại, cái không phải nhân chứng mà cái người mà làm chứng gì đó thông 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 dịch lại cho nó, nhớ người mà được cái đài Mỹ này phỏng vấn nè. Nói rằng đó là có người tới gõ cửa, lúc đó thầy đang nói chuyện điện thoại với gia đình. Như vậy thì chứng tỏ rằng là người quen thầy mới mở cửa. Các bạn đồng ý hay không? Là người quen mới mở cửa nha. Tối người lạ ai mà mở cửa? Giờ có tranh chấp gì đó thì mình không biết. Rồi cảnh sát cũng nói rồi, không có dấu hiệu gì cả. Không có dấu hiệu criminal, cũng không có dấu hiệu gì hết. Nhưng mà thầy trên cái tay lái xe bị rất là nhiều, nhiều dính máu rất là nhiều. Và thầy đã bị đốt. Đó. Cái này đây có thể là người quen, có khả năng thôi các bạn. Cái đó là mình suy diễn theo cái cốt truyện mà dựa theo cái cốt truyện mà người ta kể lại là như vậy. Chứ bây giờ được 9 giờ tối, bữa tối ai gõ cửa mình có mở hay không? Không bao giờ, nhất là mình ở những cái chơi mà đồng đồng quê hoang vắng nữa, không bao giờ mở cửa. Cho nên cái chuyện này đây nó có vấn đề. Bởi vì cái người mà Phật tử đó, student của học trò của thầy đó nói rằng đó, cái này không có gì đó nó sai sai không có đúng. Có gì đó nó sai sai nó không có đúng. Đúng không? Cho nên cái câu chuyện này đây nó có một cái vấn đề gì trong đó. Để chờ xem coi cảnh sát sẽ nói như thế nào. Thì các bạn thấy em nói như vậy có đúng hay không? Tại nếu như mà đi về mà cướp trong xe đó thì là người lạ. Còn bây giờ nếu như gõ cửa mà thầy mở cửa ra đó, đúng theo cái lời đó đó, thầy mở cửa ra đó, cho đó cúp phone bên người nhà mà thầy mở cửa ra đó, thì chắc chắn là người quen. Và người Phật tử đó đã liên lạc thầy một tuần rồi mà không liên lạc được, mà vẫn nói chuyện người khác được. Chỉ tức là thầy nhiều khi thầy bận rộn thì không nói chuyện, hay là cái mình không có biết được. Nhưng mà cái câu chuyện nó sẽ thực sự nó như thế nào, không ai biết được. Nếu như các bạn nào mà có biết được rõ về cái chưa cái cái án này đó, thì hãy liên liên lạc em. Facebook của em là Lộc Lê hoặc là Lộc Lê Vlog, thì liên lạc em thì hãy chia sẻ cho em biết coi cái này như thế nào. Nếu như thực sự mà thầy bị oan hay thầy bị người nhà hay là người quen gì đó thì mình phải rửa oan cho thầy. Đúng không? Tại vì cái đó mà cảnh sát họ điều tra cũng rất là hay. Nhưng mà nếu như mà không có camera cũng khó điều tra ra được lắm. Cảnh sát mà.
có gì cũng phải có vật chứng, tang chứng họ mới tin, chứ đâu có thể nói bằng miệng như mình nói trên mạng được. Trên mạng mình có thể nói này nói nọ bằng miệng được, nhưng mà khi mình làm cái gì đó điều tra bắt người khác đó là không được nói bằng miệng, phải có bằng chứng tang vật đàng hoàng mới bắt được người đó. Trên mạng thì mình nói cho vui, mình nói này mình nói ô tôi nghe như vậy vậy, cũng không có bắt được ai cả. Phải có tang vật đàng hoàng, vật chứng, người chứng, nhân chứng đó các bạn, cảnh sát mới bắt. Chứ bây giờ không có cũng chịu thua. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như cốt truyện mà thật sự là thầy mở cửa cho người là người đó vào đó, thì chắc chắn rằng là người quen thầy mới mở cửa. Tại vì 9 giờ tối ban đêm, không dừng xây dựng 7 giờ tối đi nữa, mà ban đêm mà có ai tới gõ cửa em không bao giờ mở cửa. Ban ngày người lạ mình không biết, mình cũng không thèm mở cửa, mở làm cái gì. Bây giờ lừa đảo lừa nhiều lắm, cho nên bốn người và một người con nít tới thì có thể là một gia đình ba người đàn ông, một người đàn bà, một người đứa trẻ, theo cái bài Facebook đăng là như vậy. Còn trên 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 cái bài báo hồi nãy thì em không có nghe kỹ là nó nói là bao nhiêu người, nó chỉ đó là có bị nghi, tình nghi là bị tấn công, nhưng mà không biết là lý do. Đây là một cái mystery, tức là một cái bí ẩn không biết được. Nói chung chúng ta hãy cùng nhau lấy một phút ra để mà cầu nguyện cho thầy được bình an và hy vọng có một kỳ tích để mà trở lại người bình thường. Nhưng mà chắc không đâu, hồi phục là mình vui lắm rồi. Chỉ cần hồi phục được, thầy biết nói chuyện được là thầy có thể là chỉ ra được ai là hung thủ. Nếu như người đó quen, và chắc chắn là quen rồi, quen mới mở cửa, không quen làm gì mở cửa, người lạ lấy gì mở cửa, Mỹ Đen tới gõ cửa các bạn mở hay không? Không bao giờ mở. Chỉ có người quen tới mới mở cửa thôi, nếu như đúng theo lời như vậy. Thôi chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho thầy để mà được tai qua nạn khỏi, hồi phục nha các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ mong sao thầy Thích Giá Châu này bình phục lại, nói chuyện được, chỉ cần nói chuyện được thôi là chỉ ra cái người mà hung thủ đó là ai thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm đã bỏ thời gian ra cầu nguyện cho thầy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó là một cái tâm tình, một cái tấm lòng rất là phong phú khi mà mình cầu nguyện cho một người nào đó. Cảm ơn các bạn nhiều lắm và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share để theo dõi nha các bạn. Đăng ký để theo dõi coi cái trên cái tình trạng này nó như thế nào. Cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Cầu mong thầy sớm khỏe lại, được nói chuyện để mà cho những người đưa những người hung thủ đó ra ánh sáng. Xin hẹn các bạn vào video clip kế tiếp. Bye bye.